lần đầu tiên con người theo dõi hố đen nuốt ngôi sao. Nhờ sử dụng mạng lưới kính thiên văn radio trên khắp trái đất, các nhà thiên văn đang ghi lại nhiều thông số liên quan tới hiện tượng một hố đen nuốt ngôi sao cách trái đất rất xa. Một ngôi sao chới với bởi lực hút của một hố đen siêu lớn. Lực hấp dẫn cực lớn chậm rãi lột từng lớp vật chất của ngôi sao, tạo thành vành đai khí xung quanh hố đen trong quá trình nó chuyển hóa năng lượng, hấp dẫn thành bức xạ điện từ, tạo ra một nguồn ánh sáng nhìn thấy cực mạnh với nhiều bước sóng. Sau đó, trong diễn biến ngoạn mục hơn, một luồng hạt vật chất hẹp vọt ra khỏi hố đen với vận tốc gần bằng ánh sáng. Đó là cảnh tượng một nhóm nhà thiên văn quốc tế đang theo dõi bằng một mạng lưới kính thiên văn radio trên khắp hành tinh. Từ tháng 3 năm 2016, Chun Zhang, một nhà thiên văn học của Đại học Công nghệ Chalmers ở Thụy Điển, chỉ đạo một nhóm chuyên gia thiên văn học quốc tế nghiên cứu một quá trình hố đen nuốt ngôi sao bằng cách sử dụng mạng lưới kính thiên văn radio VLBI trên khắp trái đất. Hố đen mang tên Swift J1644-57 được phát hiện vào năm 2011 khi nó đang chậm rãi xé xác một ngôi sao. Sự kiện diễn ra ở một nơi cách xa trái đất đến nỗi ánh sáng từ nó cần tới 3,9 tỷ năm để tới địa cầu. Khi ngôi sao bị hút vào hố đen, Giang nói rằng nó đã phát ra những luồng ánh sáng và hạt với tốc độ gần bằng ánh sáng. Hệ thống kính thiên văn radio giúp chúng tôi thu được những thông số chính xác nhất, Xuân Trang tuyên bố. Nhóm chuyên gia thiên văn nhận định rất có thể phát hiện của họ chỉ là sự khởi đầu, nghĩa là giới nghiên cứu sẽ biết thêm nhiều điều nữa về một trong những hiện tượng bí ẩn nhất trong vũ trụ. Trước đó, trong năm nay, các nhà khoa học phát hiện sóng hấp dẫn phát ra từ quá trình sáp nhập của hai hố đen. Phát hiện này chứng minh một phần quan trọng trong thuyết tương đối của nhà vật lý lỗi lạc Albert Einstein sau hơn 100 năm từ khi ông công bố. Kết quả quan sát của thế hệ kính thiên văn tiếp theo sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những diễn biến trong quá trình hố đen nuốt ngôi sao, cũng như cơ chế luồng hạt cực mạnh hình thành và phát triển ngay cạnh hố đen. Stephanie Komosa, nhà thiên văn của Viện Thiên văn Radio Max Planck tại Đức phát biểu,